Ayuka dễ thương mà. Thỏ xin nhìn thấy ghét quá vậy. Cái gì dạ trời? Cái gì dạ trời? Are you kidding me? No. Người ta dễ thương như vậy mà kêu nhìn thấy ghét lần sau còn nâng tóc vô mình nữa nè, thấy không? Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Người ta dễ thương vậy mà. Đó. Đó. Thấy chưa? Yeah, đó. Người gì đâu mà nói yêu quá mà. Thôi đây 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 đây. Giờ chúng ta cùng xem nhỏ bên kia nha. À, bye bye. Ôi, con bé này phân thân ra thì hơi quạo vợ. Ừ, là cơ. Không, không cầm tóc đâu, đừng bắt tôi cầm tóc làm biến quá à.